Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Cách mà tôi học một công nghệ mới của tác giả Entech. Và không phải để các bạn chờ lâu hơn nữa, bắt đầu thôi nào. Là một lập trình viên, chắc chắn ai cũng từng phải học hay tiếp cận một công nghệ mới. Nếu công nghệ đó có người đi trước dẫn lối, thì chúc mừng bạn, bạn đã là người may mắn. Nếu công nghệ hoàn toàn mới với công ty cũng như bản thân của bạn thì bạn phải trải qua những cảm nhận không mấy dễ chịu. Nhưng mà yên tâm đi, sau khi bạn có thể làm chủ được công nghệ qua quá trình tự học thì kiến thức và trình độ của bạn đã đạt tới một cảnh giới rất mới. Vấn đề chẳng có gì để nói khi bạn có thời gian tìm hiểu và thực hành một điều gì mới. Vấn đề là thời gian của bạn có rất ngắn, nhiều thì bạn có 3 ngày đến 1 tuần, ít nhất thì bạn chỉ có 1 ngày để bắt đầu làm việc với nó. Đến đây có lẽ bạn bắt đầu sợ rồi đúng không? Bản thân mình với công nghệ Power Platform ở bài viết trước thì mình cũng chỉ có duy nhất một buổi chiều với nó. Vì là công nghệ mới và khá là ít tài liệu, cộng đồng lại không có nhiều nên mình gặp khá nhiều khó khăn. Dưới đây là một số tip mà mình ngộ được ra trong quá trình học một công nghệ mới, hy vọng có thể giúp ích được các bạn trong quá trình tự học một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nhé. Đầu tiên, chỉ với một keyword công nghệ mình thường Google Search với từ khóa đó dưới dạng hình ảnh. Từ một người chưa biết gì, sau khi tìm kiếm hình ảnh, mình bắt đầu mường tượng xem nó là cái gì. Những stack công nghệ liên quan đến những từ khóa đó, nó giúp tôi hình dung được cái tổng quát và các mối tương quan của một công nghệ nào đó. Từ kế hình dung về công nghệ với hình ảnh ở trên, mình bắt đầu tìm kiếm sách hoặc tìm kiếm các trang document chính thức của công nghệ đó. Thường một công nghệ nào đó ra mắt sẽ có tài liệu chính quy liên quan. Mục đích lúc này không phải là học từ A tới Z với đống tài liệu đó, mà là mình muốn xem phần mục lục. Thường thì mình sẽ đọc hết một lượt phần mục lục nhằm định hướng những thứ tự học trước sau của một công nghệ. Với bước này, mình thường dùng mind map để ghi chú, có một cái nhìn tổng quan nhất về công nghệ mà mình hướng đến. Một bức tranh toàn cảnh sẽ giúp bạn nắm được công nghệ này một cách nhanh nhất có thể. Hơn nữa, nó còn giúp bạn sâu chuỗi các kiến thức mà bạn sẽ học tới đây. Tiếp đến, sau khi ghi chú lại những danh mục thứ tự học rồi, thì giờ mình sẽ đọc lướt một lượt, nhằm mục đích nhặt ra những từ khóa và định nghĩa quan trọng của công nghệ đó. Thường muốn nắm được một công nghệ, bạn sẽ phải hiểu được những mảnh ghép nhỏ trong công nghệ đó. Và bước này sẽ giúp bạn nhặt và hiểu được từng mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh tổng quát trên. Với một từ khóa mình tìm được, tiếp tục ghi chú lại và tiếp tục Google Search những từ khóa nhỏ như vậy nhằm hiểu thêm rõ ràng hơn về mảnh ghép nhỏ này. Đọc đến đây thì bạn có thể hình dung với việc chia để trị. Chia nhỏ kiến thức lớn thành những kiến thức nhỏ hơn và tiếp tục một vòng lặp với những kiến thức nhỏ này trước. Với điểm này thì nếu bạn có hỏi một ai đó thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ có bức tranh tổng quát ở bước 1, bạn sẽ có lộ trình và trình tự học ở bước 2, bạn sẽ có ngữ cảnh và những mảnh ghép nhỏ ở bước 3. Khi này việc đặt câu hỏi của bạn sẽ sát sườn hơn và làm cho người trả lời cũng dễ dàng có thể giúp bạn hơn. Được rồi, sau khi tìm hiểu nhanh về những mảnh ghép nhỏ cho công nghệ rồi thì vấn đề bây giờ là bạn phải thực hành. Do mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu một công nghệ nên đến bước này mình sẽ có 3 cách. Một là mình làm một ứng dụng nhỏ để hiểu cú pháp, quy trình, cách chạy, cách thức vận hành, cách deploy lên môi trường nào đó. Hai là mình sẽ lên xem những đoạn video ngắn hướng dẫn cách hoạt động của công nghệ. Ba là mình sẽ tìm hiểu những mã nguồn mở liên quan, đọc và chạy thử trên môi trường của mình. Đôi lúc mình kết hợp cả ba cái này một cách linh hoạt để có thể tiết kiệm được thời gian nhất. Đây là một bước quan trọng. Học bất cứ cái gì mà bạn không thực hành với nó thì nó sẽ chẳng đi đến đâu. Ở đây mình đang đề cập đến việc học trong thời gian ngắn. Còn nếu bạn có thời gian dài hơn, mình nghĩ các bạn nên thực hành thật kỹ những lý thuyết mà bạn đã được học, từ đó tự chiêm nghiệm lại cho bản thân mình. Dưới đây là 4 bước trong quá trình nếu bạn được coi là hoàn thiện một công nghệ nhé. Đừng vội tự tin mình làm chủ công nghệ khi chưa trải qua đủ 4 bước này. Nền tảng, Fundamentals.
kiến thức information, kỹ năng skills, nâng cao innovation. Với mình, trong quá trình học và sử dụng một công nghệ, mình thường ghi lại những gì mình tìm hiểu được, những lỗi và cách fix hay những tip trick thông qua các bài viết trên blog nhằm mục đích nhớ lâu hơn và có thể tra cứu lại được. Hơn nữa, có thể chia sẻ cho bạn những thứ bạn đang muốn học, có thể tiếp cận một cách hiệu quả hơn nữa. Dù sao thì cộng đồng lập trình nói chung và những người đang bán thân nói riêng, thì buồn có bạn, bán có phường, chúng ta luôn phải tự tạo ra cho bản thân một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm với những công nghệ mới nhất. Không chỉ đơn thuần là học cùng nhau, mà là khi xử lý lỗi phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm cũng dễ dàng hơn. Bạn thấy đó, những công nghệ mà cộng đồng càng lớn thì công nghệ đó càng được đánh giá cao và phát triển rất nhanh. Trên đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình về quá trình học một công nghệ mới nào đó. Hy vọng bài viết có thể giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình học bơi giữa một đại dương kiến thức nhé. Hãy nhớ rằng, kiến thức là vô tận, hãy cùng nhau phát triển. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!